Nhà phố 247 xin kính chào quý khách hàng thân mến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một cái xưởng ở khu vực phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì vị trí em đang đứng nó là phường Trảng Dài, đoạn đường Nguyễn Phúc Chu đi vào đây khoảng 20m nha anh chị. Tí nữa em sẽ đi ra cái đoạn Nguyễn Phúc Chu cho mình tham khảo ạ. Đây đây là hình ảnh của cái xưởng nhìn từ bên ngoài ạ. Tổng diện tích là 384m², ngang là 13m, dài là 29m nha anh chị. Đó, vuông vức luôn, dài đến cái bức tường bên sau kia. Còn cái xưởng là nguyên khung này, từ cái bức tường này đến hết qua bên đây. Đường trước nhà đường bê tông khoảng hơn 4m nha anh chị. Xe tải 2,5 tấn vào đây thoải mái luôn ạ. Đất của mình là sổ hồng riêng nha anh chị. Đất hiện tại toàn bộ là đất cây lâu năm hết. Dạ rồi, em sẽ vào quay sơ bộ cái xưởng cho mình tham khảo ha. Đây là bên trong xưởng. Xưởng thì một bên thì để trống, còn một bên thì có đổ một cái lầu lầu giả nha anh chị. Xưởng đang sản xuất. Phía trước này là mình để xe cho nhân viên. Bên này điện ba phe là có sẵn hết rồi nha anh chị. Xưởng sản xuất giày ạ. Đây là tổng quan xung quanh bên trong. Từ vị trí này mình ra Nguyễn Phúc Chu thì chỉ có khoảng hơn 20m thôi nha anh chị. Rồi để em đi bộ ra cái vị trí trước con đường cho mình xem tham khảo luôn ha. Đường trước nhà là đường bê tông nha anh chị. Đường này có bề ngang khoảng 4,5m ạ. Đường thì ô tô ra vô thoải mái. Nó chỉ có xíu cái khúc cua này, nó hơi gấp cái khúc cua nên cua nó hơi khó thôi, chứ đường thì rất là rộng. Đường này xe tải 2,5 tấn vô ra ok luôn ạ. Đây, đi ra ngoài Nguyễn Phúc Chu thì chỉ có hơn 20m thôi. Đoạn này nó đang làm cống, nó chuẩn bị nó quy hoạch, nó làm thêm cái vỉa hè rộng vô, là cái đường vô tới rộng vô tới đây luôn á. Đường to lắm á. Đây, chỉ khoảng hơn 20m là ra đường Nguyễn Phúc Chu. Đường này nó đang nâng cấp nha anh chị, đang làm đường đây luôn. Cái này tương lai khoảng qua năm sau là đường to lắm luôn á. Quy hoạch vô thêm đoạn nữa là từ đường chính mà vô xưởng mình chắc chưa tới 20m luôn đó anh chị. Đó, đang thi công làm cái nâng cấp cái đường này, mở rộng thêm cái đường này, có thêm vỉa hè luôn à. Từ vị trí này mình đi ra chợ thì tầm khoảng cỡ 200m thôi nha anh chị. Ra chợ 200m, rồi ra cầu Sang Máu rồi thêm khoảng cỡ 100m nữa là ra tới cầu Sang Máu rồi. Ở khoảng 200m chứ là ra tới cầu Sang Máu rồi anh chị. Ra Nguyễn Ái Quốc á. Đây ra chợ Phú Thọ hình như là khoảng 200m. Cái xưởng này thì đang được chào bán với giá là 6,5 tỷ nha anh chị. 6,5 tỷ có thương lượng. Anh chị thấy thích cái vị trí này và quan tâm đến cái nhà xưởng này thì hãy gọi cho em theo số hotline trên màn hình, hoặc là để lại cái số điện thoại dưới phần bình luận á, em sẽ gọi lại để tư vấn và gửi sổ thêm cho anh chị ạ.
Rồi em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị xem thấy hay nhớ đăng ký kênh giúp em để nhận thêm những cái sản phẩm mới từ bên kênh nha anh chị nha. Rồi em cảm ơn, em chào anh chị ạ.